Chiều ngày 18 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Ngọc Minh Thư, 32 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5, một người phụ nữ đưa con ruột, 2 tuổi, đến gửi tại cơ sở giữ trẻ nhóm trẻ Minh Ngọc do Phan Ngọc Minh Thư làm chủ rồi đi làm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Thư thấy cháu bé khóc, có biểu hiện mệt và uống mình nên Thư gọi điện thoại cho mẹ của bé đến rước cháu về. Khi ông ngoại cháu bé đến nhà trẻ thì thấy cháu ngất xỉu nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước khi đến trung tâm y tế huyện Châu Thành. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết của cháu bé là sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kính, đứt vỡ động mạch mạc treo. Quá trình điều tra xác định, bị can Thư giữ trẻ khi chưa được cấp giấy phép theo quy định, không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn giữ trẻ, một mình đảm nhiệm nhiều công việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu nên không quản lý được, trong lúc giữ trẻ đã vô ý làm cháu bé tử vong.